đẹp quá, rực rỡ quá. Mình thích quá mèo nhỏ ơi. Có rất nhiều món quà trên cây thông kìa mèo nhỏ. Mình rất thích được tặng quà Giáng sinh. Mình muốn có một đôi giày thật đẹp và cả áo ấm cho mình và cậu nữa. Tại sao những điều kỳ diệu càng lúc càng ngắn ngủi như vậy? Bà từng nói mỗi ngôi sao trên bầu trời kia chính là mỗi linh hồn đã bay lên trời với Thượng Đế. Đó chắc chắn là bà mình đó mèo nhỏ. Bà mình là người thương mình nhất trên đời. Mình muốn trở thành một vì sao để lên đó tìm bà. Mình muốn được sống những ngày ấm áp như xưa. Đúng rồi, cậu hãy đi tìm thức ăn đi mèo nhỏ. Bây giờ mình chỉ muốn gặp bà thôi. Xin hãy cho con được gặp lại bà.